Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. Năm đức tính vàng mang lại phúc đức, may mắn, giúp cuộc sống thanh thản, hạnh phúc. 1. Sống biết ơn huệ. Trong đạo Phật, lòng biết ơn không chỉ là một trong những yếu tố đạo đức mà còn là pháp tu được thực hành hàng ngày. Là pháp tu, trong ý nghĩa thực tập để chuyển hóa, làm thay đổi cuộc đời, nên chúng ta cũng cần hiểu đúng để từ đó biết cách để thể hiện đúng, tránh do mơ hồ, dễ bị dẫn dắt sai đường. Đối tượng của lòng biết ơn rất rộng lớn. Trong đạo Phật thường tóm tắt vào 4 nhóm, đó là ơn cha mẹ, tổ tiên, ơn dân tộc, đất nước, cùng những người đã hy sinh vì sự nghiệp dựng nước, giữ nước, ơn thầy tốt, bạn hiền, ơn vạn loại chúng sinh, môi trường sinh thái. Cuộc đời là duyên sinh, bất cứ thành tựu nào của mỗi người cũng có sự liên hệ, tương quan với nhiều người khác, với môi trường, xã hội và truyền thống mà người đó sinh ra trưởng thành. Ngược lại, với những thất bại cũng vậy, trong cái nhìn duyên sinh, sự liên đới trách nhiệm cũng không thể trốn tránh hay chối bỏ. Do đó, mỗi suy nghĩ, lời nói và việc làm của mỗi người cũng có tác động đến môi trường, và ngược lại, môi trường cũng ảnh hưởng đến chất lượng sống của mỗi cá nhân. Một cách khách quan, cuộc sống hiện nay chúng ta có quá nhiều phương tiện, và khi phương tiện càng nhiều thì lòng tham muốn càng bị kích thích, không bao giờ thỏa mãn. Chính vì vậy, không đem lại sự an ổn như hứa hẹn, mà ngược lại thêm nhiều bức bách, lo âu, khổ não. Cuộc sống hiện đại thừa phương tiện nhưng lại thiếu thốn về các giá trị định hướng cho lối sống. Chúng ta dường như quá chú trọng về các giá trị vật chất, các danh hiệu, nặng về phô trương hình thức mà quên đi các yếu tố đạo đức cuộc sống bên trong. Lòng biết ơn, một giá trị đạo đức mang tính phổ quát cũng như vậy, bị quy đổi về hình thức của lễ nghĩa, đánh giá theo phẩm vật hiến tặng. Nhớ ơn không chỉ dành cho người đã quá cố, các thế hệ tiền nhân, chỉ thể hiện qua lễ nghi cầu nguyện. Đó là sự việc chính đáng nhưng cần hơn thế nữa. Phải được thể hiện trong những suy nghĩ, lời nói và việc làm thiết thực, tiếp nối quá khứ, xây dựng và phát huy hướng tới lợi lạc lâu dài. Cũng như trong cuộc đời, có người khi cha mẹ còn sống không lo phụng dưỡng, chăm sóc về tinh thần cũng như vật chất. Đến khi cha mẹ qua đời lại tổ chức đám tiệc linh đình, thực hiện các lễ nghi gọi là để báo đáp ơn sâu. Việc thực hiện các nghi lễ cầu nguyện cho tiền nhân, những người hy sinh tính mạng cho sự nghiệp giữ nước, dựng nước và độc lập dân tộc là việc làm tốt đẹp, nhưng sẽ hời hợt nếu xem đó là sự biểu hiện cao nhất, đầy đủ của lòng biết ơn. Cầu nguyện là nhu cầu căn bản về tinh thần có ý nghĩa nhất định, nhưng sẽ không thể chỉ qua đó làm thay đổi được kết quả nghiệp xấu đã tạo. Cầu nguyện đem đến sự yên tâm cho người sống, nhưng sẽ không bảo đảm được an ổn, hạnh phúc cho cả cuộc đời cũng như sự bền lâu. Lòng biết ơn cũng không phải đợi đến tháng 7 mùa Vu Lan mới được thể hiện, mà cần được ý thức và nuôi dưỡng trong đời sống hàng ngày. Giá trị thực sự của lòng biết ơn không chỉ đem tới sự thanh thản, mà quan trọng hơn, làm cho mỗi người có sự trân quý đối với sự sống để sống thiện lành. Từ đó mới có được an lạc, hạnh phúc thực sự và lâu dài. 2. Không tham niệm. Lòng tham của con người giống như cái túi không có đáy. Cái túi không có đáy thì dù có đựng bao nhiêu vàng bạc của quý cũng không thể nào đầy được. Cũng vậy, lòng tham của con người thì vô độ nên không có điểm dừng, không có giới hạn mà lại vô hạn. Chính vì vậy, con người mãi chạy theo dục lạc để tận hưởng, không bao giờ biết dừng, giống như con thiêu thân lao mình vào ánh đèn mà không thể nào biết rằng nó sẽ bị nguy hiểm biết dường nào. Có người vì lòng tham mà không còn lương tâm, lương tri, ăn của hối lộ, ăn xén, ăn bớt của cải, mồ hôi công sức của người khác. Có người vì lòng tham mà phải cờ bạc, cá độ để mong được giàu sang, có được tài sản. Rốt cuộc giàu sang không thấy mà lại cho một kết quả bi thảm, đó là tán gia bại sản, của cải không còn, nhà cửa bị tịch thu. Có người vì lòng tham mà mua vé số, đánh số đề, cầu mong trúng số độc đắc để có được nhiều tiền giàu có. Kết quả rồi cũng trắng tay, tan nhà nát cửa, nợ nần chồng chất. Có người vì lòng tham mới đầu có chiếc xe đạp, khi có được chiếc xe đạp rồi lại mong muốn có chiếc xe Honda. Khi có chiếc xe Honda rồi lại mong muốn có được chiếc xe hơi. Cho nên lòng tham không có giới hạn là như vậy. Tất cả những sự tham muốn nêu trên đều mang một kết cục là khổ đau.
cho dù lòng tham muốn để được tài sản giàu có, được tạo nên bởi mọi hình thức nào cũng đều mang lại sự thiệt hại nguy hiểm cho chính mình, cho người thân và cho cả xã hội. Chúng đều là hành nghiệp của ác pháp, của bất thiện được thể hiện trên thân hành, khẩu hành, ý hành của chính mình. Vì trong ý hành thường nghĩ đến chuyện muốn được giàu sang hơn người khác, cho nên thân hành và khẩu hành phải hành động làm hại mình, làm hại người và làm hại chúng sanh. Nếu con người cứ chạy theo lòng tham muốn này để phục vụ cho đời sống thì cứ phải chịu quả khổ đau mãi, và con đường trôi lăn luân hồi sanh tử cũng từ đây. Đức Phật dạy người nào từ bỏ lòng tham lam thì sẽ được giải thoát, không còn phải chịu quả khổ nữa, vì nhân không tham nên quả không khổ. Khi mọi người biết được do chính lòng tham muốn mà bị khổ thì hãy đoạn tận, trừ bỏ lòng tham này thì quả vị an lạc, hạnh phúc sẽ hiện diện liền. Đức Phật dạy con người muốn được giàu sang thì phải từ bỏ tính tham lam, ích kỷ, keo kẹt, bủn xỉn thì sẽ hưởng được phước báu hữu lậu giàu sang. Nhưng khi được phước báu hữu lậu giàu sang phú quý thì đừng hãnh diện kiêu mạn với phước báu đó, vì sự giàu sang đó là pháp hữu vi, là vô thường, nên đừng chấp thủ vào nó mà phải học tính buông xả, xa lìa những cạm bẫy của dục lạc để thân tâm luôn được thanh thản an lành, thì đây mới là phước báu vô lạc, không còn phải trôi lăn sinh tử nữa. 3. Sống thiện lương. Nhân chi sơ tính bản thiện, con người sinh ra phẩm chất đầu tiên chính là lương thiện. Trải qua những biến cố của cuộc đời mà lòng thiện nguyên bản sơ khai dần bị mất đi. Người ta cho rằng càng hiểu biết thì càng thông minh, càng thông minh thì càng biết thu vén cái có lợi về mình. Nhưng càng hiểu biết thì con người càng mất đi sự thanh khiết vốn có. Như vậy, liệu có phải là thông minh? Nhân sinh không hoàn hảo, không có điều gì trên đời là hoàn mỹ. Vậy vì sao nên thiện? Vì sao nên bỏ qua những khiếm khuyết, bao dung những sai sót của vạn vật trên đời? Chẳng phải chỉ vì một chữ an hay sao? Cả đời vất vả ngược xuôi cũng chỉ vì muốn ấm no hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Hài lòng là hạnh phúc. Nếu hài lòng thì dù không quá sung túc cũng hạnh phúc. Không biết hài lòng thì giàu có vẫn buồn lo. Hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất. Hạnh phúc dựa vào niềm tin và cách biết đủ của mỗi người. Thế thì tại sao phải cố gắng chen chúc để đạt được thứ này, thứ kia? Như thế có hạnh phúc hay không? Sao phải hãm hại người này, đay nghiến người kia? Như thế có an bình hay không? Vòng luẩn quẩn cuộc sống mà hầu như ai cũng vướng phải. Muốn hạnh phúc, cố gắng làm việc, học tập, sống hướng về phía trước, gặp áp lực, phải đua tranh, dùng thủ đoạn, mệt mỏi, không hạnh phúc. Thế nên, người biết lương thiện mới là người sáng suốt nhất. Vì lương thiện nên biết đủ, vì lương thiện mà tha thứ, vì lương thiện mà không làm ác, không hại người, không ganh ghét. Tâm an thì thân nhàn, nội tâm yên tĩnh thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ta lương thiện thì đáp lại ta sẽ là sự thanh thản, không vướng mắc, không lo lắng, tự giải thoát bản thân khỏi những khổ đau, buông bỏ oán giận, tích phúc, tích đức. Chưa biết có được hồi báo như luật nhân quả hay không, nhưng chính lúc đang làm thiện, sống thiện, nghĩ thiện như vậy thì đã thấy thoải mái, vui vẻ và được yêu quý rồi. Thế nên, trí tuệ cao nhất chính là đạo đức, khôn ngoan nhất là phẩm hạnh. Biết được điều này chắc chắn yên vui. 4. Sống khiêm tốn. Khiêm tốn là một đức tính tốt thể hiện một người có nhân cách đạo đức, là nghệ thuật sống, là nền tảng vững chắc giúp mỗi người chúng ta đóng góp xây dựng và phát triển sự nghiệp bền vững. Người khiêm tốn là người có ý thức và sự hiểu biết nhờ cách buông xả sự chấp trước về thân này, không tự mãn, tự kiêu, không tự cho mình là hơn người khác. Khiêm tốn sẽ chỉ cho ta thấy những thiếu sót của bản thân mình để sửa đổi, không tỏ ra kiêu căng, tự mãn, nên lúc nào cũng bình tĩnh lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh. Khiêm tốn giúp cho con người ta không kiêu căng, ngạo mạn khi đứng trên đỉnh cao của quyền lực, danh vọng. Nhờ vậy, họ làm được nhiều việc lợi ích và được nhiều người ủng hộ. Nhưng trái lại, những kẻ tự mãn, tự cho mình là tài giỏi nên ít thành công trên trường đời danh vọng. Do đó, dễ dàng gặp thất bại vì bị sự ganh ghét đố kỵ của nhiều người. Đối với người thế gian, cho dù chúng ta có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải tiếp tục học hỏi không ngừng để mở mang hiểu biết nhiều hơn nữa. Có như thế,
ta mới đạt được nhiều thành công trong tương lai. Đối với người tu, ta càng phải khiêm tốn thấp mình để được lắng nghe, học hỏi và biết cách buông xả do chấp thân tâm này làm ngã mà sống đời an vui, giải thoát. 5. Người có năng lực hành động mạnh mẽ. Khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, một số người có xu hướng chuồn bước và thu mình vào vỏ ốc, trong khi một số khác lại tồn tại và trở nên mạnh mẽ hơn khi giông bão qua đi. Nghịch cảnh không từ một ai, nhưng vài người dường như có thể ứng phó được với nó và giữ bình tĩnh ngay cả trong tình trạng khó khăn nhất. Để không bỏ lỡ những video khác trên kênh Dòng Chảy Cuộc Đời, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.